Chúng qua đã quay trở lại với Apple Channel. Hiện tại mình đang có ở đây là Vismart Star 5. Con này thì mình cũng đã đánh giá khá là nhiều và làm một vài cái video so sánh con Vismart Star 5 này với những sản phẩm khác trong tầm giá rồi. Tuy nhiên, mình lại thiếu sót mất là mình chưa đánh giá về khả năng gaming của chiếc máy này. Không biết là chiếc máy này trải nghiệm gaming của nó sẽ như thế nào, nó chơi game liên quân, các thứ có ổn trong tầm giá dưới 2 triệu hay không. Thì bây giờ các bạn hãy cùng mình, chúng ta sẽ test game với chiếc Vismart Star 5 này nhé. Thực sự có một cái điều đáng buồn mình cần chia sẻ với các bạn ngay bây giờ là Vismart đang ngưng sản xuất toàn bộ các dòng điện thoại. Và hiện tại đại đa số nhé, những dòng điện thoại đang sale của nhà Vismart đã gần cạn hàng trên thị trường rồi. Và mức giá của nó đã bắt đầu cao lại rồi các bạn ạ. Nên là thời điểm này mua là một cái thời điểm mà mức giá của nó không được ngon như thời xưa nữa. Ví dụ như con Vismart Star 5 mình đang có ở đây, thì bây giờ anh em có thể mua nó với mức giá dưới 2 triệu, loanh quanh 1.990.000 hoặc là 2.090.000. Còn trước đây các bạn có thể mua nó với mức giá 1.700.000, hay là Vismart Joy 4 hiện tại đang bán với mức giá 2.200.000 cho đến 2.400.000. Nên là nếu bạn mua thì hãy xác định là càng nhanh càng tốt nhé, chứ để về sau là mức giá còn lên cao nữa đấy các bạn ạ. Ok, đường link ở phần mô tả video mình sẽ để cho anh em ở trên Shopee. Còn bây giờ thì bắt đầu đánh giá về em nó thôi. Có một cái điều cực kỳ ảo với con Vismart Star 5 này. Khi mà chúng ta nhắc đến phần cấu hình ấy, thì con này chạy Helio G35 nếu mà mình nhớ không nhầm. Nhưng con này có thể bật được max setting tựa game liên quân, tức nghĩa là FPS cao này. Đó, anh em có thể bật được toàn bộ chi tiết đồ họa lên ở cái mức là cao nhất, kiểu wow, dưới 2 triệu mà anh em đã có thể chơi được game liên quân max setting rồi, thì mình thấy đây cũng là một cái điểm mà cực kỳ là ấn tượng đấy các bạn ạ. Rồi, không để các bạn đợi lâu nữa thì bây giờ các bạn hãy cùng mình bắt đầu một trận đấu liên quân nhé. Lưu ý rằng là cái acc của mình thì rất là cùi và rank cũng thấp, nên là nếu mà có vào chơi chắc chắn là cũng sẽ gặp bot hoặc là một số thanh niên dạng như bot thôi, chứ không thể nào mà gặp người hoặc level cao hơn được. Hy vọng anh em sẽ thông cảm. Trong video này thì mình chỉ muốn test xem là chiếc máy này nó chơi game như thế nào, có ngon hay không, hoặc là nó bị drop FPS nhiều ở cái mức là max setting hay không nhá. Ok, con tướng mình chọn lần này là Van Helsing. Đấy, một con tướng mình rất là thích. Và Van Hel thì mình có được tặng một vài cái bộ trang phục dùng thử thôi. Xin Van Hel thôi. Bạn ơi đừng xin bạn ơi. Mình chọn Van Hel rồi. Sorry. Cái con tướng mà mình thích nhất là con tướng kỳ quên rồi ta. Violet nhưng mà bay mất rồi các bạn ạ. Đã bị chọn mất rồi. Ok, mình sẽ chốt con tướng Van Hel này vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau check thử xem là con Vismart Star 5 cộng với con chip Helio G35 thì cái trải nghiệm của nó sẽ như thế nào, có ngon hay là không nhá. Chắc là cái video test game này thì mình chỉ test với tựa game liên quân thôi, tại vì mình cũng đã có thử qua với tựa game PUBG rồi, thì con Vismart Star 5 thì nó cũng không phải là quá ngon lắm. Kiểu Vismart Star 5 này thì con chip Helio G35 nó chỉ tối hóa tốt cho tựa game liên quân, còn tựa game PUBG thì anh em chỉ chơi được ở cái mức là thấp và trung bình, cộng với đó là cái trải nghiệm của FPS này nọ thì chưa ngon. Ok, như vậy thì mình đã vào game rồi. Nói chung là với những trải nghiệm đầu tiên của mình thì mình thấy rằng là con Vismart Star 5 này chưa thực sự ngon lắm. Ở phần lốt tướng này, lốt trang phục thì vẫn có giật lag, và khi mới vào game thì nó cũng đã bị drop nhẹ. Nhưng mà mình không biết là cái duy trì FPS khi mà chúng ta chơi game thì nó sẽ như thế nào. Ok, bây giờ thì mình sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ test thử luôn. Trận đấu bên này thì ui, Mai Hương hack đó, nhìn cái tên uy tín phết các bạn ạ. Chắc không phải bot đâu. Ui, cái trang phục này đẹp nha. Trang phục này đẹp thực sự nha các bạn. May quá là trang phục nó không bị, nó không có búp sức mạnh lên, mà nó chỉ đẹp thôi. Chứ giờ mà quả trang phục này búp sức mạnh nữa thì bét quá. Ui, thằng nào đấy nhỉ, thằng nào cầm cái búa đấy nhỉ, ác thế. Sau khi vào game thì FPS bây giờ đã ổn định ở mức là 5960 rồi. Mình khá là hài lòng với mức trải nghiệm này. Cộng với quả trang phục này và mình đã tải full tài nguyên của máy, thì mình thấy rằng là với mức đồ họa trải nghiệm của nó rất tốt. Thôi, mình cứ để lên level 4 vậy. Có một thằng thanh niên đang qua này. Con này đá map cũng ngon. Do căn bản là con này thì có cảm ứng đa điểm, nên là cái việc đá map này nọ thì anh em cứ yên tâm nhé. Rừng mình đâu rồi? Rồi, chơi luôn.
Ui, được. Đấy, đẳng cấp đấy, bên kia nó ăn 1-4-1 được kìa các bạn. À, không phải đùa đâu, quả này chắc gặp người đấy các bạn ạ. Đợi mình xíu nhá. Ấy, chạy. Nay thì chạy. Ây ạ. Thôi, cho thanh niên chạy đi. Bên kia đánh căng lắm đấy, không phải đùa đâu các bạn. Rồi, chạy đi, mày chạy đi. Ê. Thôi. Nghe, gáy sớm ăn quạt rồi. Trải nghiệm mà từ đầu game đến giờ thì mình thấy ổn các bạn ạ. Đồ họa này, chơi như này là quá ngon rồi. Một chiếc máy tầm 2 triệu mà có trải nghiệm game Liên Quân rất tốt. Chơi được mức là 60 FPS là một cái điểm đáng gọi là đáng tiền rồi. Mà lại còn mắc setting 60 FPS này thì đây là một cái điều mà iPhone 8 Plus thậm chí còn không làm được. Hoặc là những con snap gần như kiểu là 750 cũng không làm được. Ui, cay. Thôi, xin em xin anh ơi. Cay thế nhỉ. Nó núp ở bên bụi để đợi mình ra combat mình ạ. Ui, Butterfly nó cào nát rừng bên mình rồi. Đánh đấm chán thực sự, vãi cả team. Đồ họa trong game rất ổn nhé. Combat tổng thì nó tụt xuống tầm 55 FPS nhưng mà nhìn chung là ok, không có vấn đề gì đâu. Chạy liền. Rồi mày đi luôn đi. Mày chết rồi con. Xuống dưới được mít luôn. À, xuống dưới được boss luôn. Cái mày này em phải được chỉ đạo nó mới đánh. Mày chạy đi. Chạy đi. Đổi đi luôn. Ôi ôi, đẳng cấp. Ăn luôn rồng đi anh em. Đấy, lên lại rồi đấy. Chơi con Butter nữa là mẹ xanh luôn. Ui, team mình hay vách trưởng. Được của nó. Wow, con này combat tổng tụt xuống 40 FPS nhé. Nhưng nhìn chung là ổn đấy các bạn. Combat tổng tụt xuống 40. Combat tổng tụt xuống 40 nha anh em, để ý cái FPS bên góc nhé. Nhưng mà nhìn chung là cái trải nghiệm thì cũng không có quá tệ đâu. Trải nghiệm như này là ngon rồi. Nhưng mà mình thấy là cái mức FPS 60 thì ổn đấy. Nhưng mà cái mức max setting thì mình thấy là hơi quá. Anh em phải setting ở cái mức thấp hơn để trải nghiệm nó mượt mà hơn và không bị drop. Đó, combat tổng xuống 40 là ok rồi. Ok trong tầm giá chứ mình không nói là marketing như vậy là ok nha. Nhiều anh em lại bảo hiểu nhầm mình. Nghe lên đẩy trụ trên luôn. Thua. Quả này thua chắc. Mình nói thật các bạn là không thể nào mà thắng được. Bên mình chơi kém phơ quá. Nên combat luôn. Nó đẩy toàn đường luôn. Đẩy lính lên đi. Có khi trong rừng còn có Butter đấy chứ. Mình đi với thằng Anh Quốc này là hợp lý rồi. Thằng Văn Heo. Mày đi được thằng Văn Heo. Đã bảo đi là đi mà. Bây giờ mình trâu lắm. Mít. Thằng Zuka bên mình rất là kém nha. Thôi đồng đội ơi. Mày quá thoát được. Thề các bạn. À, quả căng vãi trưởng ạ. 13-24. Còn Tam Y AFK nữa. Đỉnh thực sự, một chút nữa mình ra mình report mấy thằng này luôn. Chơi mà cứ chơi AFK. Thế ai chơi đã. Đấy thằng dưới đi sếp. Mày đi. Ôi thôi mình đi rồi. Combat tổng là cái thấp nhất là mình thấy rằng nó là cái mức 40, còn bình thường là cái mức tầm đầu 5x thôi, 49-50 thôi. Nói chung là ổn nhá. À, trải nghiệm game thì mình thấy rằng tầm giá như vậy là quá tốt rồi, không thể nào đòi hỏi hơn được. Chỉ có cái điều mà mình cay nhất trên chiếc máy này là mình gặp một trận đấu mà đồng đội bên mình hơi kém. Thực sự hơi kém. Dẹp luôn, sạch trụ rồi. 10 phút có khi là 12 phút rồi GG mất. Nhả lên hỗ trợ vậy. Mày chạy, combat tổng tụt xuống 27 FPS.
không làm gì được, nó máu trâu quá. Mình AD máu giấy mà, chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Có group combat lớn tổng có tụt sâu xuống 27 FPS, nhưng mà chỉ một tích tắc thôi nha các bạn. Butterfly kìa, anh nhìn thấy là chạy liền. Cứu một mạng người. Thôi đi luôn rồi. Thôi ok, kèo này thì mình xin thua các bạn ạ. Thua rồi, trận này chắc chắn là thua rồi. 15-33, một cái khoảng gọi là cái tỷ số chênh lệch quá xa. Coi team mình combat nha, mỗi ông combat một kiểu, không ai gọi là không ai cover ai hết, clean cả team luôn. Giờ nó vô đẩy trụ cái này là đi này. Đấy, thằng Tatara nó còn vào óc nữa kìa. Anh nhục chưa chứ. Mày. Thôi đi luôn. Lần này là đi luôn. Lần này chắc chắn đi xa luôn. Anh em ơi, nó làm cái gì ở dưới đây? Em không hiểu kiểu gì. Mấy anh cha tướng, mấy anh cha lính nó đang đánh ở đây. Đánh cái trụ gần hết máu rồi. 2-3 thanh niên combat ở ngay góc dưới. Thua. Ăn gì em cúng. Nói chung là trải nghiệm chiến game liên quân với chiếc Wishmaster 5 thì các bạn thấy rằng là con này chơi game liên quân trong tầm giá gần như là dưới 2 triệu thì đây là chiếc máy có trải nghiệm game tốt nhất rồi. Thứ nhất là nó có thể bật được ở mức là max setting. Thứ hai là nó duy trì cái FPS cũng khá là ổn ở cái mức tầm gọi là trên loanh quanh từ 49 đến 50 đi. Combat tổng thì có nhiều lúc tụt xuống 27 nhưng mà mình thấy ngon. Trung bình nếu mà combat tụt sâu nhất thì cũng xuống 40 là căng thôi. Đó, nói chung là cái trải nghiệm về game liên quân thì nếu bạn nào mà đang cần chơi game liên quân max setting tốt nhất trong tầm giá thì gần như con Wishmaster 5 này là một cái lựa chọn không thể bỏ qua. Còn nếu các bạn muốn mua flagship hoặc là mua máy qua sử dụng tốt hơn thì mình nghĩ rằng là con này chưa hợp lý. Các bạn có thể mua những con như là con HTC U11, như là Pixel 2 hoặc là một số con khác của Snapdragon 835 thì nó sẽ ổn hơn. Ok, anh em nghĩ sao về chiếc máy này? Anh em nào đã chơi liên quân trên chiếc máy này hay chưa? Đừng quên comment và để lại ý kiến nhận xét ở ngay trong bình luận video này cho mình biết nhé. Đường link mua hàng thì mình sẽ để ngay phần mô tả video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.